những hình ảnh này khiến người xem có cảm giác như đang có mặt tại không gian của bảo tàng dân tộc Mường. Không chỉ là những bức ảnh đơn thuần, giờ đây với cách làm website 360 độ, người xem có thể lướt đi trong không gian thật 360 độ bằng những cú click chuột hay những thao tác đơn giản với ngón tay trên màn hình cảm ứng. Người xem cũng có thể xoay trái phải, lên xuống, phóng to, thu nhỏ để tự nhìn ngắm các góc độ khung cảnh khác nhau của không gian 3 chiều. Đồng thời, có thể di chuyển giữa các cảnh trong một không gian hay click vào các điểm đánh dấu để xem thông tin, hình ảnh, minh họa. Từ đó, tạo cảm giác cho người xem như đang có mặt tại không gian thật. Xin chào các bạn, những hình ảnh về bảo tàng dân tộc Mường mà chúng ta vừa xem qua website vừa rồi khiến cho mọi người có cảm giác như đang được ở trong không gian thật của bảo tàng. Cảm giác này có được đó chính là do công nghệ làm website 360 độ mang lại. Và để cùng tìm hiểu website 360 độ có cách làm khác với website thông thường như thế nào thì ngày hôm nay xin mời các khán giả của Tại Sao Không chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một bạn trẻ, người là chủ nhân của rất nhiều những website 360 độ mà chúng ta vừa theo dõi vừa rồi. Các bạn thân mến, và cùng gặp gỡ với các khán giả của Tại Sao Không bây giờ chính là tác giả của website 360 độ về bảo tàng dân tộc Mường mà chúng ta vừa được tham quan. Xin được giới thiệu với các bạn, bạn Trừ Long Hải. Xin chào Hải. Chào chị ạ. Chắc chắn là khán giả của Tại Sao Không cũng đang cảm thấy rất là thú vị với cái không gian du lịch mà Trừ Long Hải đã gửi gắm thông qua cái website được thiết kế theo phong cách khá là mới 360 độ về bảo tàng dân tộc Mường. Website 360 độ hay còn gọi là V-Tour, tour du lịch ảo. Thì thực tế nó là một cái nền tảng dựa trên cái công nghệ chụp ảnh panorama 360 độ. Thì một cảnh của website 360 độ thực tế là một bức ảnh panorama được chụp để lấy toàn bộ các cái góc của một cái không gian. Sau đó thì sẽ dựa vào kỹ thuật lập trình web HTML5. Ví dụ như với Nhung chẳng hạn, Nhung thì chưa có cơ hội được đến tham quan bảo tàng dân tộc Mường, nhưng mà xem qua cái website 360 độ mà Hải và các cộng sự làm thì cảm thấy như là mình đang được đứng ở trong cái không gian đấy với rất là nhiều những cái chi tiết, những cái góc cạnh, đồ vật khác nhau và được website miêu tả khá là chi tiết và tỉ mỉ, đúng không ạ? Thế thì cái thời gian mà làm cho website 360 độ này nó có thực sự là kỳ công hơn là một website bình thường giới thiệu khác không? Website 360 độ thì làm cái website 360 độ thì mình phải lựa chọn cái thời điểm để chụp hình. Đấy, quan trọng nhất là cái thời điểm để mình chụp hình toàn bộ các cái hình ảnh rồi là cái không gian thực để mà đưa đến cho khách hàng xem. Thì như bên bảo tàng Mường bọn em làm liên tục trong khoảng một tuần, đấy là đối với 52 cảnh. Đấy, liên tục chụp như thế. Còn sau khi mà chụp xong thì về lại mất khoảng một tuần nữa để mà áp dụng các cái công nghệ rồi là áp dụng HTML5 vào để đưa được lên trên website. Và đối với trên bảo tàng Mường ấy, thì là bọn em có sử dụng cái thiết bị là robot điều khiển, tức là ví dụ như là nó sẽ khoảng 2 độ nó lại quay và robot đấy nó sẽ điều khiển máy ảnh để chụp một cái độ chính xác. Vâng, để độ chính xác nó đưa ra độ chính xác là cao nhất. Và để sau khi mà chụp xong thì sẽ về bọn em sẽ lại phải dùng cái kỹ thuật nối ghép các cái hình ảnh vào với nhau. Và sử dụng HTML5 để mà đưa lên như chúng ta có thể là xem được trên iPad hoặc là iPhone. Như vậy là công đoạn xử lý một bức ảnh chụp panorama khá là kỳ công đúng không? Dạ, vâng. Hơn rất là nhiều so với một bức ảnh đẹp để mà đưa lên website mà chúng ta vẫn thấy bình thường khác. Vâng. Vậy thì có thể thấy rằng là bảo tàng này hay là các địa điểm du lịch là những cái đối tượng rất là phù hợp để làm website. Dạ, vâng. 360 độ. Dạ, vâng. Ngoài ra thì có những cái đối tượng nào mà website 360 độ cái đối tượng tới? Mà bọn em hướng tới, ví dụ
như là các đấy, bảo tàng này, các khu du lịch và các văn phòng, các showroom, rồi là về các lĩnh vực như bất động sản. Ngoài xem trực tiếp trên máy vi tính ý, thì người dùng hiện nay còn có thể dễ dàng xem những website 360 độ này ở trên các thiết bị thông minh như chúng ta thấy ở đây đúng không nào? Và bây giờ thì Hải có thể chia sẻ một chút cách chụp những cái bức ảnh panorama và xử lý chúng để có thể Vâng. tạo thành một cái website 360 độ cho các khán giả của Tại Sao Không có thể hiểu về cái quy trình làm website 360 độ được không? Dạ vâng, được, ok, em sẵn sàng. Và chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài nhé. Dạ vâng. Các bạn thân mến, hôm nay thời tiết nắng rất là đẹp để phù hợp cho chúng ta chụp những bức ảnh panorama để làm website 360 độ. Và bây giờ hãy cùng với Tuyết Nhung đến gặp Long Hải và nhóm của bạn ấy để xem là quy trình thực hiện một cái website 360 độ sẽ gồm những cái bước cụ thể như thế nào nhé. Xin chào các bạn thấy thời tiết ngày hôm nay có thuận lợi để chúng ta chụp những bức ảnh panorama không? Vâng, với thời tiết nắng đẹp này thì rất là thuận lợi ạ. Và không gian này thì rất là đẹp rồi không đúng không nào? Không gian rất đẹp và rất rộng. Vậy thì các bước mà chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị để chụp mà là gì nhỉ? Vâng, trước hết thì đây là bọn em đang setup robot và kết nối robot với máy ảnh để cùng tiến hành cái thao tác là chụp để lấy được các góc và chụp được ảnh panorama 360 độ. Thì sau đấy thì sau khi chụp xong này thì bọn em sẽ lấy từng cái bức ảnh thô về để xử lý. Để mà chụp toàn bộ không gian này thì tối thiểu là bọn em phải thu thập được khoảng độ gần 50 bức ảnh khác nhau. Thế sau đó thì 50 bức ảnh này sẽ được bọn em dùng một cái phần mềm chuyên dụng để khâu và nối lại thành một bức ảnh panorama dạng phẳng. Thì tiếp theo nữa thì bọn em lại sử dụng kỹ thuật lập trình HTML5 để từ bức ảnh panorama phẳng đấy sẽ uốn cong lại thành một cái không gian và trình diễn trên web như chúng ta đã vừa theo dõi. Con robot và chiếc máy ảnh này thì có những cái gì đặc biệt không? Đó mà chết thì về con robot thì con robot này sẽ yêu cầu là nó phải sử dụng một cái loại motor bước như các chị thấy nó đang như mọi người thấy nó đang quay đấy ạ. Rất là chính xác. Nó phải quay chính độ chính xác của nó lên đến khoảng độ 1,8 độ. Tức là nó quay được từng cái góc 1,8 độ một. Vì nếu như không chính xác như vậy thì khi mà mang ảnh thô về xử lý thì sẽ không thể ghép ra được bức ảnh panorama chính xác được. Đấy, còn về cái máy ảnh chụp thì cái máy ảnh chụp ảnh này thì nó chỉ là một cái máy ảnh chuyên dụng bình thường thôi, cũng không phải là cái máy ảnh gì to tát. Tuy nhiên nó phải có cái chân kết nối giữa máy ảnh và robot. Đồng thời là chúng ta phải tìm hiểu kỹ khi mà chụp này thì tìm hiểu kỹ về cái ống kính và sử dụng trong cái chụp để setup robot và các vị trí trong máy ảnh phù hợp mà chụp được. À, con robot này thì có phải là có 102 ở Việt Nam không? Hay là ở Việt Nam chúng ta còn nhiều con robot như thế này nữa? Robot này thì em cũng chưa dám khẳng định là có 102, nhưng mà em nghĩ là chắc là cũng đếm trên đầu ngón tay. Robot này là một công nghệ chế tạo của châu Âu. Thì ở Việt Nam mình thì không phải là, em nghĩ là cũng có, ngoài em ra thì có những người có sử dụng robot này rồi. Nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta phải nắm chắc từng cái thành phần, từng cái chức năng của robot để mà setup nó và chụp ra được cái bức ảnh panorama chính xác. Thì đấy mới là quan trọng. Và vì ở Việt Nam rất ít, thế nên là cái việc dùng robot này là bọn em phải tự mày mò tìm hiểu và từ đầu luôn. Và bây giờ thì Tại Sao Không sẽ dành thời gian để cho các bạn tiếp tục setup những cái khâu cuối cùng của chiếc máy ảnh và con robot này để chúng ta thực hiện những bức ảnh. Sau đó thì sẽ dùng kỹ thuật HTML5 để thực hiện website 360 độ nhé.
chúng ta thì vừa có những cái phút giây rất là thú vị khi chụp những cái bức ảnh panorama ở ngoài hiện trường, và bây giờ sẽ là cái công đoạn cuối cùng, đó là ghép ảnh và trình diễn HTML5 trên website. Theo bạn đánh giá thì hai cái công đoạn chụp ảnh và cái công đoạn làm việc ở trên máy vi tính này thì công đoạn nào chiếm một cái trọng lượng quan trọng để thực hiện một website 360 độ? Về quan trọng thì em nghĩ là nó tương đương nhau thôi. Tuy nhiên là mỗi cái đặc thù riêng. Khi mà ở ngoài hiện trường chụp ảnh thì mình buộc phải chọn được góc này, cân chỉnh về robot, cân chỉnh ánh ảnh phải tốt để ra ảnh đẹp. Thì còn lại khi về xử lý ở đây thì nếu như cái bước ngoài hiện trường làm tốt rồi thì bước xử lý mình càng ít đi hơn, càng không nhiều cái vấn đề. Nhưng cái vấn đề là khi mình xử lý lên website thì mình phải làm theo yêu cầu của khách hàng. Thì nó khó là mỗi một khách hàng, mỗi một đơn vị, một doanh nghiệp, một cái cơ quan đoàn thể lại có một cái yêu cầu khác nhau, khiến cho bọn em lại phải có những cái tư duy để tạo ra một website phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Vậy thì cái chuyện ghép ảnh có cần một cái phần mềm nào để giúp chúng ta ghép ảnh không? Để có một cái độ chính xác? Có những cái phần mềm đi kèm theo cái robot của em để xử lý chuyên nghiệp. Để mà sử dụng, ngoài ra thì có thể sử dụng thêm Photoshop. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thao tác ghép những cái bức ảnh này lại với nhau. Như vậy là chúng ta vừa mới có một cái bức ảnh được kết nối bởi 42 tấm ảnh khác nhau, đúng không nào? Đó có phải là một con số tối thiểu để cho một cái bức ảnh panorama trên website hay không? Đó, vâng, thì nếu như mà về trên lý thuyết thì bọn em có thể dùng ít tấm ảnh hơn, ít cái bức hình chụp hơn. Tuy nhiên mà để đảm bảo cho độ chính xác rồi ảnh chất lượng cao thì bọn em buộc phải sử dụng tối thiểu là 42 tấm. Và nếu như tối đa thì em có thể lên đến hàng nghìn tấm, thì khi đó mình có thể có những bức ảnh là gigapixel trên một sườn nét. Và bây giờ thì chúng ta đã có một cái bức ảnh tương đối là hoàn thiện rồi, và chúng ta sẽ đi đến công đoạn cuối cùng, đó là trình diễn bức ảnh này bằng công nghệ HTML5 lên website, đúng không nào? Em đã sẽ sử dụng một cái framework viết bằng HTML5, có tên là Color Panel. Cũng do bên châu Âu phát triển thì sử dụng cái framework này kết hợp với những code của HTML5 thì bọn em sẽ trình diễn được ảnh ở trên website. Và cái khó là bức ảnh sau khi hoàn thiện xong được ghép từ 42 tấm ảnh thì nó sẽ có dung lượng rất lớn, thế nhưng mà phải đảm bảo làm sao cho mạng tốc độ chậm vẫn load được lên, thì đấy là một cái kỹ thuật rất là lập trình rất là phức tạp. Khán giả của Tại Sao Không đã có 15 phút đồng hành cùng với các bạn Long Hải, Tú cũng như là các bạn trẻ thực hiện quá trình làm một website 360 độ, và hy vọng rằng những điều mà chúng tôi vừa mang đến cho các bạn sẽ giúp cho các bạn có được những kiến thức cũng như một chút kinh nghiệm từ những bạn trẻ này để có thể tự thực hiện những website 360 độ của riêng mình. Còn bây giờ thời lượng của Tại Sao Không tuần này đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.